Hello, Duy Nguyễn xin thân ái chào toàn thể cả nhà nha. Ngày hôm nay là ngày mùng 3 Tết thì Duy Mặt đã có mặt tại thành phố Vũng Tàu. Và hiện tại là vì lý do là Duy Nguyễn tới nhưng mà phòng thì chưa có, tức nghĩa là khách chưa có trả phòng cho nên mình chưa có vô phòng được. Thì mình đi qua bên khu chợ lưới để mình đi chợ, đồng thời là uống cà phê luôn. Trời ha. Trước tiên là uống cà phê. Duy Nguyễn đang ở ngay quán cà phê đen ngay chỗ đối diện chợ Xóm Lưới. À, chờ tí xíu nữa mình sẽ đi chợ để mua đồ biển, chiều về có đem vô phòng để dùng luôn. Và đây để Duy Nguyễn quay xung quanh cho mọi người nha. Hồi sáng này Duy Nguyễn đi thì nói chung xe cộ khá đông nha mọi người. Mùng 3 Tết thì mình đi nó sẽ hơi kẹt xe tí xíu. Đó, nói chung Tết nhất mà đông. Tại ham vui thì mình đi vậy thôi. Đó, ngày hôm nay thì hầu như xe khách đậu lên khên trên cái con đường chợ Xóm Lưới luôn. Sáng sớm là xe rất là đông. Duy Nguyễn đang đi bộ trên cái công viên của chợ Lưới. Có đi chung với gia đình và mấy đứa em nữa mà bị lạc nhau hết đoạn tại vì đi mấy chiếc xe lên. Hiện tại bây giờ mà ngoài Vũng Tàu mà chúng ta ra đặt phòng là Duy Nguyễn nghĩ chắc cũng không có phòng đâu. Chúng ta phải đặt trước từ sớm. Hôm bữa là Duy Nguyễn đã đặt trước từ lâu rồi. Đặt một cái căn nhà nguyên căn đó để cho nguyên gia đình ở chung được luôn. Ở được mười mấy người nha các bạn. Thì khi nào mà tới đó Duy Nguyễn sẽ quay cập nhật ở chỗ đó có thông tin luôn. Ví dụ như mốt ai có nhu cầu thì cũng có thể liên hệ ha. Hiện tại bây giờ thì các dịch vụ trên Booking rất là nhiều. Chúng ta đi có thể booking, giá nó sẽ thấp hơn là chúng ta order bên ngoài. Thì các bạn có thể lên cái app Android hoặc là iOS đó, các bạn tải cái phần mềm booking về. Đa số thì Duy Nguyễn đi, Duy Nguyễn book trên đó hết. Bông, cái đó kẹo bông. Ba nửa nhìn nhỏ ha. Ông hơn nhiêu ký chứ? 350 mua lại 350 dứt được rồi, lại 350 ký dứt là được rồi. Con này nhiêu ký mà? 54 kia 350 hả? Là đủ 200 á hả? Đủ 500, vì kêu lấy chẳng 500 luôn. Tôm hùm. Bún. Nè, quay mặt ra. Con này bán tính ký hay tính con anh? Ký luôn hả? Ký nhiêu anh? Ký nó nhiều. 1 triệu chắc được 3 con quá hả? Đó, tôm hùm này 1 triệu 1 ký 3 con nha các bạn. Rồi, trả cho chú đi. Rồi, Vinh cầm đi. Lấy chú 360 đi. Nhỏ quá ta. Lấy bên này đi chú, lấy chú 360 đi chú. 300 mấy nhỏ quá, không có thịt đâu ăn. Cái này nè mới có thịt nè, nha. 600 anh. Còn cái này nè. Bán giá cao dữ ta. Cái đó cua. 500 thôi chú. Kệ. Bà chú chắc 100% luôn. Không ngon chú ra trả lại cho con lại. Lấy lại 500 hả? Này con ghẻ nãy nù chứ ta. Ngon á. Tại chỗ này mình mua là
đặt ta hấp dùm luôn cũng được nha mấy bạn, có chế biến luôn ở đây, người ta mua xong ta chế biến giùm mình luôn. Mọi người có mua đồ trong đây á, mọi người mua ở những cái tiệm lớn lớn ở ngoài đây nè, mấy cái chỗ mà buôn bán uy tín á, ví dụ như mấy chỗ nào lớn lớn á, đồ tươi á các bạn mua đó, cần thì các bạn nhớ coi kỹ, chứ còn vô mấy cái chỗ bên trong mà sâu sâu, mấy chỗ nhỏ bán mấy cái đồ hầu như là đồ không có tươi đó, đồ ốp không, ốp đá không mà bán giá cao nữa. Cô nhiều khi khèo nấu các bạn phải hỏi kỹ luôn là người ta tính cái phí xào nấu nhiêu tiền, có chỗ tính miễn phí, có chỗ người ta tính thêm 40-50 ngàn. Nói chứ các bạn vô đây các bạn cũng nhớ trả giá nha các bạn, trong đây nói giá cũng hơi thách đấy nha, thách mấy chục ngàn á, cứ trả giá xuống chút là dính à, ví dụ như 380-390 gì đó, trả 350 là dính ha. Kệ cứ trả giá. Đây là căn phòng bên Sơn Thịnh tại thành phố Vũng Tàu nha các bạn. Gia đình mình thuê căn phòng này là nó là một cái chung cư, nằm ở trong cái chung cư Sơn Thịnh luôn. Thì nó sẽ có nhà bếp. Đây nhà bếp nè ha. Rồi phía bên đây sẽ có một cái toilet. Đó, có tủ lạnh. Rồi bàn ăn, bàn khách. Đó, ở phía ngoài thì có hai cái giường, bên đây là sẽ có một phòng. Đó, căn hộ này có tổng cộng là hai cái phòng. Đó, bên đây sẽ có một phòng nữa. Đó, bên đây sẽ có thêm được một phòng nữa ha, một phòng nữa, và có toilet, bồn tắm luôn. Đó, view ở đây là view nhìn ra biển luôn nha các bạn. Đó, từ đây là mình có thể mình dòm được ra biển luôn. Đó, và mức giá thuê những ngày Tết đó, thì căn phòng này thì gia đình bên mình thuê là 5 triệu để ở cho khoảng tầm tổng cộng là người lớn và trẻ em luôn là 15 người. Đó, thì ở cũng rất là thoải mái, rộng rãi chứ cũng không có chật chội gì. Có tổng cộng là 4 cái giường ha, và ngoài ra có nệm để chúng ta trải được dưới đất nữa. Đứng từ đây nhìn ngắm xuống thành phố cũng rất là đẹp. Đó, thành phố Vũng Tàu chuẩn bị về đêm. Hiện tại bây giờ là cũng 6 giờ rưỡi rồi. Gia đình mình vừa tắm xong và chuẩn bị đi ăn. Thì mình nghĩ căn phòng này bình thường thì chỉ với mức giá khoảng tầm 2 triệu là cùng, triệu mấy 2 triệu à. Nhưng mà ngày Tết có thể đội giá lên gấp đôi. Không những gấp đôi mà là hơn gấp đôi luôn đó, bên đây có nệm để nằm nữa nè, thấy không? Cho sao lấy cái nó nhằm ai muốn nằm thì bà. Nằm ha. Hả? Sao lấy nhằm đi. Ừ. Đó. Rất là rộng rãi ha, ở nguyên gia đình rất là thoải mái, có bếp núc các bạn nấu ăn được cũng thoải mái nè. Như hồi trưa cũng có nấu một số cơm chay, là tại vì do gia đình cũng có người ăn chay đó, cho nên là nấu cơm chay tại đây ăn luôn, chứ ngoài đây là mấy ngày Tết là không có ai bán đồ chay hết trơn. Đây là má vợ với mẹ mình, đó, hai bà xui. Bữa giờ chưa dựng được cái clip của mùng 1 nữa. Kỳ này về tranh thủ dựng quá trời clip luôn. Đó, từ đây mình có thể nhìn ngắm được thành phố về đêm. Hiện tại thì mình đang ở tầng thứ 16 thì cũng khá cao. Đó, rất là cao. Thành phố lúc này là bãi sau nè các bạn, nghe bãi thị dân nè, xe đông bà cố luôn. Đó, đông lắm, kẹt, cứ ngắt, kẹt lên tới trên luôn. Nhưng mà không kẹt lắm, nói chung là vẫn di chuyển được nha các bạn, vẫn di chuyển được thôi mà hơi chậm. Nghe đây là cái khu để ăn uống đồ biển tại Vũng Tàu các bạn, lớn nhất luôn. Đây là chợ đêm ngay chỗ công viên Thỏ Trắng nha các bạn. À, buổi tối thì các bạn có thể vào ngay công viên Thỏ Trắng, à, phía sau lưng công viên Thỏ Trắng nha. À, nguyên cái đường này là bán đồ hải sản toàn bộ luôn, nguyên cái con đường ha, hai bên mình vô mình lựa xong người ta sẽ chế biến cho mình ăn tại chỗ luôn. Mức giá thì cũng ok, hợp lý, không mắc không rẻ, ngon là được ha. Gió hơi lớn các bạn, hôm nay là gió hơi lớn,
thấy không, gió thổi rung cái điện thoại luôn đó, mình cầm rung luôn. Các bạn vào đây các bạn có thể chạy vòng ra phía sau lưng của Duy Nguyễn nè, chạy vòng ra phía sau lưng để đậu xe, ngay đó thì có bãi đậu xe hơi ha. Chứ còn trên cái chợ đêm thì không cho đậu xe, các bạn thấy không, đâu có xe đâu. Hoặc là bên đây cũng có một cái bãi xe nè, đó bên đây sau lưng cũng có cái bãi xe nè. Trời ơi trời, đi mà cản gió luôn nè. Mẹ có đem đâu, mẹ có đem được luôn. Kèo ngoãn tám kìa. Đây nè. Là mình lựa đồ sẵn ở ngoài, vô trong mình ngồi người ta chế biến cho mình ha. Vô đây mẹ ơi, mẹ qua bên đó kìa, có cái bàn sẵn rồi kìa. Đây hiện tại mình đang đi dạo trên biển đó, sau khi ăn xong rồi là đi dạo biển nha. Năm nay thì có cái đèn lưỡi biển luôn các bạn, đó ở phía trên nè, thì cái hệ thống đèn, cái hệ thống đèn rọi rọi ra biển luôn, cho nên là biển rất là sáng ha, bãi sao rất đẹp luôn, bãi sao vui, bãi nhớt nha mọi người, sáng như ban ngày. Mấy lá cờ bay đẹp quá mấy bạn. Đó, mấy lá cờ bay phất phới luôn. Ồ, cái quán trường đông quá trời đông. Quá trời luôn. Đó, bong bóng. Này gọi là góp gió thành bão nè, mọi người cây bong bóng quá trời bong bóng luôn. Bay. Chụp hình đẹp lắm. Không ê. Tụi con để lên nè, giơ lên nè. Ê, quá trời luôn. Mùng 3 Tết ai mà đang ở Vũng Tàu thì để lại một chấm nha. Giao lưu. Hiện tại ai đang có mặt tại Vũng Tàu ngày mùng 3 Tết thì để lại một chấm nha, comment nha. Rồi, chúc mọi người năm mới vui vẻ phát tài nha. Whee!